cho các bạn. Hôm nay chuyên mục làm đẹp sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về công nghệ điều trị da ưu việt tại trung tâm Grand Skincare, đặc biệt là công nghệ triệt lông vĩnh viễn bằng đảo ốc laser. Để biết thêm thông tin về công nghệ này, chúng tôi có mời đến chị Nguyễn Bích Nga, chuyên viên về dòng máy triệt lông đảo ốc laser. Xin chào chị Nga, chị có thể chia sẻ cùng với Lola cũng như các bạn ở đây được biết về công nghệ triệt lông vĩnh viễn bằng đảo ốc laser như thế nào không ạ? Xin chào Bella, xin chào quý vị khán giả. Công nghệ triệt lông bằng diode laser với máy diode AL808 của công ty Honkon là công nghệ triệt lông hàng đầu thế giới và đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA của Hoa Kỳ. Công nghệ này có an toàn, hiệu quả, không đau, nhanh và chính xác, có hiệu quả rõ rệt hơn so với các công nghệ cũ như IPL hoặc E-Line. Và đặc biệt đối với những cái lông tơ mảnh thì hiệu quả nó sẽ rõ rệt hơn rất nhiều so với các công nghệ cũ kia. Vậy thì Bella có một cái thắc mắc là đối với cái vùng da bị viêm len lông thì không biết là công nghệ này nó có ảnh hưởng gì đến cái vùng da đó hay không? Công nghệ triệt lông bằng diode laser thì sẽ tác động nhiệt vào cái vùng bị viêm mũi chân lông và đồng thời tiêu diệt những vi khuẩn cư trú ở trên da. Do đó sẽ làm giảm hiện tượng viêm mũi chân lông hay còn gọi là viêm nang lông. Vậy thì với cái vùng bikini thì không biết là khi mình triệt lông bằng công nghệ này nó có ảnh hưởng gì đến cái việc sinh sản của phụ nữ, chị em phụ nữ mình không thì đối với công nghệ triệt lông bằng diode laser thì có bước sóng chọn lọc là 8.8 nanomet, chỉ tác động vào những cái hắc sắc tố quanh gốc của sợi lông nên nó không ảnh hưởng gì đến cái hệ thống sinh sản của phụ nữ cũng như sức khỏe của người đi làm dịch vụ triệt lông nói chung. Vậy thì một câu hỏi em thắc mắc nữa là về cái vùng mặt của mình thì khi trị liệu thì nó có khác gì so với những vùng khác hay không? Khi triệt lông bằng công nghệ diode laser thì hiệu quả rõ rệt ngay cả với những lông tơ mảnh mà trên mặt, cái vùng lông tơ mảnh sẽ tập trung rất là nhiều. Do đó khi sử dụng công nghệ này thì hiệu quả nó sẽ rõ rệt hơn so với các phương pháp làm đẹp triệt lông cũ. Xin dành một câu hỏi cuối nữa cho chị Nga. À, chị Nga có thể cho Bella biết là khi mà mình sử dụng công nghệ này trên da thì nó có gây ảnh hưởng gì đến da của mình hay không? Và cái vùng trị liệu nó có bị bỏng không sau khi mà mình trị liệu bằng công nghệ này? Triệt lông bằng diode laser AL808 có bước sóng chọn lọc nên chỉ tác động vào cái gốc hắc sắc tố quanh gốc của sợi lông. Do đó nó không ảnh hưởng người tới da cũng như là nó sẽ làm cho da sẽ căng mịn hơn và góp phần làm trẻ hóa da sau khi sử dụng dịch vụ triệt lông diode laser. Không những vậy, máy có các phần mềm để khống chế cái mức nhiệt năng chỉ tác động được có hiệu quả cho dịch vụ triệt lông và có hệ thống làm lạnh bằng đá sapphire, do đó nó rất an toàn cho da, sẽ không bao giờ gây hiện tượng bỏng trên da của khách hàng. Cảm ơn chị Nga đã bước chút thời gian đến đây để chia sẻ công nghệ này với chúng tôi. Dạ, xin cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý theo dõi. Xin chào quý vị khán giả. Thì hiện tại với công việc là một người mẫu thì Ngân phải thường xuyên trang điểm để mà chụp cảnh, chụp hình, quay phim ở ngoài, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rất là nhiều. Do đó là Ngân rất là quan tâm tới cái vấn đề chăm sóc cho cái làn da của mình. Ngân được một người bạn giới thiệu qua Ray Skincare thì Ngân đã tìm hiểu và đã đến đây để trị liệu cái làn da của mình. Thì hàng tuần thì Ngân cũng đến đây để mà tẩy đi những cái lớp chì do trang điểm quá nhiều cũng như là làm mờ đi những cái vết thâm. Thì Ngân cảm thấy là điều trị ở đây thì rất là thích và đặc biệt đó là có cái dịch vụ triệt lông thì không nóng rát và rất là dễ chịu, cho nên là Ngân đã triệt gần như là toàn bộ. Bella xin chúc chị đạt được nhiều thành công hơn nữa trong công việc sự nghiệp của mình cũng như trong cuộc thi sắp tới, gặt hái được nhiều thành công thắng lợi. Cảm ơn chị Bella, cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe những chia sẻ. Xin chào.